và Vườn Mai Chết Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà. Thì từ hôm đó đến nay á, có rất là nhiều khách hỏi em về cái mai con quấn rễ mà có loại là mai dảo Thủ Đức nha cả nhà. Thì hôm nay em về được tầm khoảng 2.000 cây ha. 2.000 cây mai mai con quấn rễ là bông là dảo Thủ Đức, là từ 8 đến 12 cánh, bông to bông đẹp luôn nha. Và em đảm bảo là cái lô này á, là do cái người cô của em hái ở một cái vườn mai của cái chú đó, là ổng trồng chuyên về là mai ghép dảo Thủ Đức, là chúng là cô xin hạt và mua hạt xin hạt ở trong đó đó. Cho nên là cây này là về nó đảm bảo là nó ra 8 đến 12 cánh nha cả nhà, là loại dảo Thủ Đức nha. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem, trên đây là phần lá nha, và đặc biệt là cây cũng rất là tốt nha, rất là cứng luôn. Rễ thì đều được quấn rễ hết ha. Đây em quay qua đây cho cả nhà xem ha. Đây, rễ thì tất cả các lô thì đều được quấn rễ hết nha. Có một số cây nó lòi lên và còn một số cây thì nó nằm ở dưới ha. Cái này quấn rễ là hình em thấy quấn xoay tròn cũng có, rồi nó đủ kiểu hết. Nói chung là cái lô này quấn rễ đủ kiểu nha cả nhà. Đây. Đó, quấn cục cục như thế này ha. Rồi đây. Thì cái này chúng ta moi rễ lên thì sẽ thấy ha. Nè, nó quấn cục cục ở dưới đây nè. Đó. Thì cái này lớn lên thì nó ra đủ kiểu nha cả nhà. Cái cây nào thì cũng được quấn rễ hết. Rễ ra đủ kiểu luôn. Rồi cái này là mai dảo Thủ Đức nha. Dảo Thủ Đức từ 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Đây, rễ của nó đều được quấn hết nha. Em sẽ quay dài dài cho cả nhà xem ha. Rồi. Đây, cái rễ của nó quấn như thế này nha cả nhà. Đó. Thì một số cây thì nó nổi lên và một số cây thì nó nằm ở phía dưới ha. Về chúng ta trồng và moi lên thì sẽ thấy rễ nó quấn hết nha. Đó, cả nhà thấy không? Rồi, cây thì nó cao tầm khoảng để em đo nha, 1 gang, 2 gang, khoảng 3 gang tay của em thì tầm khoảng 4 tấc 8 nha, 4 tấc 8 trở lên. Thì cây thì rất là cứng. Cái đầu cây nè, cái cây của nó rất là cứng ha, bằng cái đầu đũa ăn đi lên. Có cây thì lớn hơn cái đầu đũa ăn luôn. Rồi cây này thì em bán với giá là 12.000 một cây nha cả nhà. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Đây, cây nó cứng như thế này đây. Đó. Cây rất là cứng luôn nha. Rồi đây nè, cái chọt của nó, cái đọt mà nó mập như thế này nè. Đó, cây rất là khỏe luôn. Và cây này em bán với giá 12.000 một cây. Em ship từ 20 cây trở lên và em không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Thì ai thích thì cứ liên hệ bên vườn mai Chiếc Chè Bông nha. Thì lâu lâu em mới có một cái lô mai dảo, mai con quấn rễ là dảo Thủ Đức ha. Rồi, mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà ạ.